Xin kính chào quý cô chú anh chị các bạn đang xem video cả nhà ơi. Em đang ở vườn cúc của em. Em xin phép được chia sẻ cái vườn cúc nho nhỏ này của em. Gọi là vườn nhưng thực ra nó chỉ là cái sân nho nhỏ. Em trồng em ươm ở đằng sau thì rất nhiều, thế nhưng mà đằng trước thì chỉ trồng được như thế này, những cây to như thế này thôi. Đã vào mùa cúc nhưng nhà em mới chỉ nở được một ít thôi, còn khá nhiều cúc chưa nở. Cúc này cúc MT4 nè. MT4. Và nó còn có một tên khác là cúc tím Xuân Đỉnh. Cúc này thì là kim cúc. Cúc này là cúc mai tứ quý. Đây là mai tứ quý này. Mai tứ quý vàng, nó có màu vàng, màu đỏ, màu cam. Đây này, đó màu hồng. Mà em chỉ thích mỗi màu vàng ấy thôi. Rất là ấm áp. Đây là họa mi kép. Đây là cúc chi trắng. Đây là cúc chi rủ. Chi rủ ông to hơn kim cúc. Mi kép đây vẫn còn nụ để đến Tết. Đây còn khá nhiều nụ. Và chi rủ. Đây thì là cúc mai. Mai tứ quý đấy. Bên này thì là cúc tiểu thư. Cúc tiểu thư thì hôm nay đã bắt đầu nở. Đây là bông nở đầu tiên. Sáng nay bắt đầu nở. Khá nhiều bông cũng vẫn chưa nở. Ở đây thì còn có cả cúc Indo. Cúc Indo cũng rất là dễ sống, dễ trồng, nhìn nó như kiểu cây thì là. Đây là em đã nhân giống sang bên này, em nhân giống rất là nhiều, em chia sẻ cho nhiều người lắm rồi. Bây giờ chỉ còn có 2 chậu để nhân giống thôi. Thì còn đây là cúc Pinh Bông Hồng. Đó. Thì còn đây là cúc nhập ngoại. À, đây là cúc N6. N6, bông N6 cũng khá đẹp. Bông N6 thì nó tươi hơn cụ Sơn La. Và bông thì nói chung là em thấy là cũng khá là to. Có rất là nhiều loại cúc mà. Đây là mâm sơ nhật. Đây đại đoá tím. Nếu như để một bông thì sẽ to, mà đây quá nhiều bông cho nên nó nhỏ. Còn đây là họa mi thân gỗ. Đây thì là cúc mai hồng. Cúc mai hồng nó mới nở thì nó như thế này, nhưng mà nếu nở lâu rồi thì nó sẽ có cái màu khá là xinh, và nó cánh của nó xếp rất là dày. Đây là tua tím. Đây là tua vàng. Tua vàng thì có hai loại tua, một loại tua nhỏ như này và một loại thì nó như thực dược ấy. Đây là cúc mật. Cúc mật màu vàng sánh như mật ong á. Đây là cúc này, cúc vàng đông. Còn có những cây bạch lệ, mi hồng, tú kiều, hoàng long cảo thì vẫn còn đang nhỏ. Đây là cúc hoàng hậu. Cúc hoàng hậu cũng chưa nở hết, bây giờ mới bắt đầu hé thôi. Thì cái màu của nó sọc sọc, rất là yêu. Đây là cúc thạch bích hồng, loại lùn. Nó có mấy loại, loại cao, loại lùn ấy. Loại lùn thì nó khỏe hơn, là sống có thể giữ từ năm này sang năm khác. Đây là cúc mai. Màu khá xinh.
đây cái bông này ấy, khi nó nở thì nó sẽ như thế này. Đó, nhìn nó còn rất là nhiều những cái nhỏ li ti nữa. Đây là họa mi kép đã nở. Họa mi kép cả nhà có thấy nó khá là giống Cúc Tiểu Thư không ạ? Có cả cổ trà, rồi cúc cổ Ấn Độ thì chưa nở, cổ Ấn Độ chưa nở, rồi cúc mắt huyền cũng vẫn chưa nở, rồi cúc P4, rồi C1, C3, rồi N10, có rất là nhiều loại cúc, em trồng rất nhiều loại nhưng mà chưa nở đâu ạ. Khi nào nở hết thì em quay cô chú ý chị các bạn cùng xem. Có cả cúc vân gỗ nữa, rồi cúc sọc, cúc cầu vồng, khá nhiều loại. Riêng nhớ tên cúc thôi cũng đã cảm thấy đau đầu rồi ạ. Có cả tua xanh, tua hồng, tua vàng, tua trắng, tua tím. Đó là một số loại cúc mà em có, cả cúc đổi màu, tiểu thư mi kép, rồi chi rủ vàng, chi rủ trắng, cúc rủ vàng bông to thì lại chưa nở, nhiều lắm ạ. Hầu như là cũng xuất ra khỏi vườn rồi nên không còn nhiều để quay phim. Nhiều khi người ta vẫn nói rằng hoa cúc, nhà mà trồng hoa cúc ấy, bán hoa cúc ấy, thì thường trong nhà rất là ít hoa, còn rất là ít hoa bởi vì bao nhiêu hoa đẹp thì nhường cho khách hết rồi. Cũng giống như bác thợ giày đóng giày cho khách thì bao giờ vợ bác cũng phải đeo cái đôi giày rách. Cả nhà có nghe cái điển tích về cái câu chuyện đó không ạ? Và thật sự là như thế, vườn nhà em ít hoa cúc lắm, vì có bao nhiêu thì em chuyển hết đi rồi. Những cây đẹp, những cây to cũng đều chuyển hết đi. Chỉ còn rất là ít những cây mà đã trồng cố định rồi, không nhổ được, không đào được cho khách thì phải chịu thôi. Có nhiều khách thì hỏi em là cúc cổ trà có thể đào cho họ không. Thế nhưng mà vì nhà em trồng một thùng xốp ở trên cao không thể đào được, nên em chỉ có thể gửi cây nhỏ. Vườn của em chỉ có một số những cây nhỏ nhỏ vậy thôi. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.